Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình cũng không đang được video ở nhà. Hôm nay chả là có chút việc, mình đi học bằng lái xe các bạn ạ. Thời gian vừa rồi thì các bạn cũng bảo mình rất nhiều là anh cố gắng thi bằng lái xe rồi mua một con xe để mà đưa vợ con đi. Thì chả biết đắt hay rẻ, mình cũng cố gắng học được cái bằng rồi mua một cái xe. Thì đây, hôm nay mình nên gặp chú đang chỉ mình lái. À chú ơi, cháu ngồi bên đấy à? Lần đầu tiên được ngồi ô tô để lái. Ơi, lên xe đấy à? Anh cảm ơn em. Đây. Cháu lên xe này hả chú? Lên xe thắt dây an toàn. À vâng. Bây giờ thì để mình lên xe. Wow, chết. Tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Vâng. Bất khả kháng thì sử dụng thấp ở dưới này. Vâng, chắc là mình sẽ phải tắt điện thoại ở đây các bạn nhé. Wow. Cuối cùng thì cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng các bạn ạ. Hơn 2 tiếng mình chạy xe ở trên cao tốc là được gần 100 cây số. Đây, thì bây giờ mình xuống mình nghỉ ngơi một tí. Đây nhà chú dạy lái xe mình ở đoạn này các bạn này. À đây là vườn nhà chú chứ không phải nhà chú. Thì chú bảo là bây giờ được phép xuống nghỉ 15 phút rồi xong cái đó là đi thi tiếp. Đi học tiếp. Đây mình vào đây mình làm chén nước này. Em ơi, ở đây bán nước này em. Có nước chè, nước cái gì không? Nước chè không, chỉ nước dừa đấy. Thế này phải lên quán trên à? Giờ cảm ơn cậu nhé. Đây mình sẽ đi lên đây chỉ tí. Đây là khu vực, mình cũng không biết khu vực nào cơ nhỉ. Nhưng mà vẫn thuộc Sóc Sơn, Hà Nội các bạn ạ. Nhưng quan trọng là ở chỗ nào Sóc Sơn. À đây, miếu thờ Tiên Dược Sóc Sơn các bạn. Đây là khu Tiên Dược Sóc Sơn. Mình ra đằng này thì nhưng mà nhà cô, nhà chị ở đây không có bán nước chè mà cũng chẳng bán nước gì cả. Thôi, mình lại đi quanh lại đây. Bây giờ luật thi bằng lái xe ấy, thì là phải chạy ít nhất là 800 km ở trên đường trường ấy. Thì hôm nay ngày đầu tiên mình đi chạy được 100 cây. À đâu, chưa được 100, còn mới được có gần 90 cây sao ấy. Thì nếu như mà chạy chiều nay nữa thì sẽ được tầm khoảng gần 200. Nhưng mà chiều nay thì thấy chú bảo là xe đang bị hỏng cái gì ấy nhỉ? Xe đang bị hỏng cái trợ lực kia, cái con xe tải đang bị hỏng trợ lực, cho nên là chiều chú sửa thì chiều nay mình nghỉ, trông nó chạy thêm một chút nữa sau đó là mình nghỉ về. Em là bao tiền chị? 18. Chị cầm cho em 20 thôi. Ôi. Chị cầm cả 20 nhé. Cảm ơn. Em xin cảm ơn chị. Wow. Mình mời tất cả các bạn nhé. Rửa ngọt thế. Nếu mà chiều mà nghỉ thì thôi, cháu xin phép chú là cháu cũng lấy xe cháu về luôn đây ạ. Muốn đi ấy, muốn đi thay đấy, thay chẳng được. Vâng. Nó khỏe ấy. Dạ. Thiêm mà thôi anh phải về đây, xin phép em với này chú nhá. Thì cháu về sau thứ hai cháu để sang. Thôi, cháu cảm ơn chú. Căn bản nhà cháu cũng nhiều việc lắm. Thôi bây giờ mình sẽ đổi mũ bảo hiểm mà để mình về luôn này. Bây giờ là 15:25. Ui, vậy là từ ở bên phố huyện, phố Lý mình về nhà đi mất 1 tiếng đồng hồ đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình đã có mặt ở nhà rồi. Tại sao mình lại đi lâu như vậy? Vì từ bên phố Lý về nhà mình thì đường nó không xa, nhưng mà kiểu cách sông cách đò ấy, thì mình vừa đi mình vừa phải đợi đò cho nên là nó lâu. Thì mình về nhà thì thấy Quyên đang giúp mình chiết hoa hồng ở kia kìa. Đấy,
Và chuẩn bị sang chuồng điểu thì mình thấy gần đây có một cái đống chấu giấm. Đống chấu giấm này chắc là mẹ mình làm gì đây này. Ở trong này chắc là có cái gì ở trong này, chứ không tự nhiên mẹ mình đốt chấu không lãng phí này đâu. À đây, mẹ ở bên này này. Đây, ở đang dọn hộ mình cái chuồng con chuồn lang. Lúc sáng mình đi mình bảo là hôm nay là thứ 6 rồi thì nếu mà chiều con về sớm con dọn chuồng chuồn lang. Thế nhưng mà chắc là mẹ đang dọn hộ rồi. Trước khi vào trong đấy để mình cho các bạn xem cái con đà điểu này đã. Đấy, nó lại ương như ngày nào rồi. Đấy, ngày mà nó mới chuyển ra ngoài này thì là kiểu nó lạ chuồng ấy, nó không có bảo vệ chuồng như là mình vào thoải mái, như bây giờ là mình đến gần là nó đòi mổ mình rồi. Chỉ riêng mỗi mình thôi. Không, nó không mổ ai, nó chỉ mỗi mổ mình thôi. Kiểu ngày xưa mình cũng đánh nó rồi ấy. Nói đánh thì nó hơi quá đà, nhưng mà thực ra là mình gọi là mình tát nó. Đây này, cái chuồng đà điểu này, cái lưới B40 các bạn nhìn nhé. Bây giờ là có một số chỗ nó bị cong vòng ra ngoài này, là nó lấy cái ngực nó húc vào đấy. Đây, nó húc thẳng vào đây này, nó vùng hết ra ngoài này này. Ai chà chà, đây cái chỗ này là vòng mạnh nhất này. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó nghịch lắm, vòng hết ra ngoài này. Đây, để mình xem cái chuồng chuột nang mẹ mình dọn đến đâu rồi. Mẹ dọn gần xong chưa? À đây, ôi sạch sẽ ngay. Đấy, cái chuồng chuột nang ấy thì là mình cứ bình quân là tầm nó khoảng mỗi một tuần là mình thay cát, mình thay mùn chuồng một lần. Thế nhưng mà đợt này mình bận ấy thì hôm nay là sang đến tuần thứ 2 rồi mình mới dọn cho nó đấy. Thì nó cũng khá bẩn rồi. Ở đây là cái mùn mà mẹ đang cho vào này. Cái mùn này là cái mùn mà vừa rồi mình đi mua ở trên xưởng mộc ấy. Mình mua một lúc 5-6 bao liền cơ. Thì là đây. Đây cái mùn của cái gỗ này các bạn này. Đây mẹ mình đang cho vào trong chuồng nhím. À đây, để tiện mình cho các bạn xem cái con nhím của mình luôn. Đây, hôm qua có một số em bảo là quay nhím cho em xem. Đây. Đây. Đấy, ba con này. Đấy, còn ở bên kia vẫn còn. Ở bên này vẫn còn, nhưng mà thôi đấy, nhím thì mình chỉ quay như vậy thôi. Còn đây là toàn bộ chuột nang này. Thế nên mẹ giúp con nốt cái chỗ này nhá. À, cái đống chấu này cái mẹ làm gì đấy? Hầm gà cho mến. Hầm gà? Hầm gà bằng cái gì ở trong đấy? Ở trong mẹ cho quả dừa. Quả dừa, đắp đất bùn à? Dừa mẹ chát, mẹ dừng quấn dưới bạc ra bên ngoài xong mẹ quấn đất ra bên ngoài nữa. À, nhưng mà chín chưa? Chưa chín. Dưới mẹ mình nấu ấy, mẹ mình hầm gà cho mến quá. Hay là gà mà già Thái bảo cho đấy á? Gà Thái có gà đen của bé bé. Vâng, gà Thái bảo có gà đen bé bé. Ừ. Ai để ngon đấy, củ mến thì củ mến, chốc mà chín thì mình phải xin thử một tí. Đây là cái đống mà mẹ mình đang hầm gà bằng quả dừa đắp đất đấy các bạn ạ. Nếu mà ngon lâu nào mình cũng thử hầm, nhưng mà mình hầm gà to hơn. Mình hầm hẳn con gà công nghiệp đi cho nó hoành tráng. À, sang về bên này, đây là cái chuồng vịt của mình các bạn này. Cái chuồng vịt này thì mình vẫn chưa cho vịt ra được. Tuy là mình đã làm xong hết cái đường cống để thoát nước cho nó rồi này. Mình chôn ngầm hết ở dưới này, cho nó chảy ra đây này. Đây tiện đây mình đưa cho các bạn đi xem luôn này. Đấy, đây cái đường cống này. Đấy, nước vịt rửa đây. Thế nhưng mà mình đang phân vân thế này. Các bạn bảo mình bảo là anh Quế xây cho vịt một cái bể tắm to to tí để cho nó tắm ấy, xây ở chỗ này này. Thế nhưng mà cái lần đất này nhà mình là cái lần đất nó mới đổ ấy các bạn ạ. Bây giờ nếu mình xây bể vào đấy thì sau kiểu đất nó nún xuống ấy, là nó lướt bể là sau nó bị dò nước thì nó rất phí. Thì mình đang phân vân là để chờ cho nó nún hẳn đi, đúng không nhỉ? Nún hẳn đi sau mình xây bể sau. Còn cái khói kia. Còn bây giờ mà muốn thả vịt ra thì chắc là mình phải cho nó cái thau thôi, cho nó cái thau để cho nó tắm tạm. Thì sau này cho nó nún hết rồi, nứt nát hết rồi, sau bắt đầu mình làm bể thì sau lúc đấy là mình không sợ nó lún nữa. Đấy. Thì chốc quả lăng chắc là mình sẽ thả vịt đây luôn này. Bây giờ là bố đứng ở đây. Đây bố một mình bố đứng ở đây thôi. Đại với Quyên. Quyên đứng ở đấy. Rồi Đại đứng ở trên chỗ cái chuồng cái kia để cho nó khỏi chạy lên. Bây giờ là mình đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi, đã để chuyển vịt ra ngoài rồi. Đấy, vịt nó quen ra ngoài đồng cho nên là mình phải mỗi một cái ngã đường nhà mình phải ngăn lấy một người. Không là nó phi ra ngoài đồng, giờ là trời đuổi. Ra ngoài đồng nó hoại lúa của người dân đấy. Mình không đuổi nó về được. Đây cả vịt dòi nữa này. Đấy. Rồi. Trời ơi, đội vịt với đội ngỗng phải điên tài lắm. Ôi vịt trời nó không đi ha. Vịt trời ra ngoài đấy là vô vẩn nó bay đấy. Nhưng mà vẫn phải lừa nó đi. Cho nó đi cùng đàn, cho nó theo nhau. Đây đây. Đấy đấy, đi rồi. Đây vịt trời này chốc sách, mỗi người một sách một con. Được. Cho ông vịt nó ra trước. Ông chim chích đang lạch bạch đây này. Béo nhất đàn này. Đi.
chửa hết đường đi ấy, nó chửa lên đây bao giờ đây. Đã nhớ đi. Các ngã đường đều phải chốt chặn giao thông hết kìa. Đi chip. Ờ đúng rồi đấy, con chip mà nó bị ốm rồi sau mang đi gì nhỉ? Mang đi ấy chân đấy, mổ chân đấy. Đấy. Rồi. Thế rồi không có người chặn các ngã đường ấy rồi. Đây đây đây. Chít. Ủa. Đây đấy, đấy. Nó cũng ngoan mà. Đấy, vào chuồng rồi. Đừng con nào nhảy vào trong đống giấm chấu luôn rồi sau lại thành vịt nướng. Đấy, rồi ok. Đấy, tha hồ rộng rãi. Đây để tiện cái nước này mình cho nó lấy nước tắm thì bây giờ mình xịt luôn cho cái chuồng này cho nó ướt át cho nó mát mẻ cái nha. Thích không? Đã đời không? Ở ngay chúng ta điểu. Ai giờ. Vẫn cùng là gia cầm các bạn ạ. Đấy, thế mà có con gia cầm nó to như thế kia. Mà có con gia cầm nó như này. Còn ba con vịt trời nữa. Con đà điểu, con đà điểu kia nó ghét cả Quyên nữa, không phải ghét được mình. Rồi thế này thôi. Đống giấm này của mến liệu chín chưa mẹ? Vẫn chửa chín á. Cái đấy còn nhanh à, bóng nhanh chín lắm. Càng trêu nó càng ghét. Đấy. Không cần gì. Tha hồ rộng này, nó chạy một mạch từ đầu này về đầu kia, sau nó hâm hâm lên nó lại chạy một mạch từ đầu kia về này. Đấy, nó đạp đây các bạn nhìn này, nó phồng ra đây này. Đấy, nó đạp này kia, phồng hẳn ra ngoài. Chip ơi, chip đây, chip đâu rồi? Chip ra đây xem nào. Chip đây ra xem nào. Nên quen chuồng chưa? Nó vòng ra mình rồi nó lại vòng ngược lại đây này. Hai con chip mà mình nuôi từ nhỏ đây các bạn này, một con chip bé và một con chip lớn này. Đấy, chúng nó vẫn cứ đi gần nhau nhé. Tuy là ở cùng đàn thế nhưng mà nó vẫn tách riêng ra nhau ra có một cái khoảng cách nhất định với lại cái đàn khác ấy. Và nó thân với mình hơn với lại những con vịt kia. Tuy là mình lâu lắm rồi mình không chơi với chúng nó nhưng mà nó vẫn thân với mình hơn. Chip à? Chip. Nào ra xem nào. Chip à? Ra đây. Mấy con ngỗng người điếc tai lắm. Chip. Ra đây. Nào. Đây. Sợ được ngay những con vịt kia mà động vào nó chạy ngay, nó chạy nó kêu ngoạc ngay. Chip. Chip. Quế đâu? Quên Quế rồi à? Không chơi cùng Quế nữa. Đấy. Đây còn những con vịt này nha các bạn nhìn này. Nó chạy re kèn luôn. Rồi. Đây là xong cái phần vịt với đà điểu. Ao hồ rộng rãi sạch sẽ. Bây giờ là đến lượt cái con gà đất của mến này. Đó mẹ bỏ con mượn xem nào. Cái này vỡ bầu rồi. Sao lại vỡ được? Cứ trắng đất là chín. Ui chửa trắng. Bên trên chửa trắng. Chửa trắng, nó phải trắng tinh đất cơ thì nó mới dừ được. Đâu xem nào. À đây trắng rồi đây này. Đấy là cái. À đây nó bị lổ đất rồi các bạn ơi, lổ đất nó hở ra rồi. Thế này thì chín rồi. Chín rồi. Nhưng bên trong vẫn nguội đi. Đâu xem nào. Chửa chắc là chín. Bên trong vẫn nguội à? Chửa chắc đã chín à? Hay là đốt thêm tí nữa? Để đốt thêm tí nữa. Thế thôi nhé các bạn nhé. Thế thì để hôm nào mình làm đi. Ở trong này là một con gà là được làm trong cái quả dừa các bạn ạ. Rồi sau đó đắp đất xung quanh. Đấy cái con gà đen mà mẹ anh Long ấy giả thái mình cho mến để mến tầm bổ đấy. Thôi được rồi. Cái vụ này để sau đi, sau mình tự làm. Nice. Bây giờ thì có lẽ mình kết thúc video đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.